Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 21 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 6.521 ca, tiếp đến là Bình Dương với 3.609 ca. Trong ngày có 11.017 bệnh nhân khỏi. Trong 11.692 ca nhiễm mới, có 5 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.019 ca so với ngày trước đó. Tại 34 tỉnh, thành phố, có 6.835 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 707.436 ca nhiễm, trong đó có 475.343 ca được điều trị khỏi bệnh. Số trường hợp tử vong đến nay là 17.545 ca. Đến nay, tổng số liều vaccine được tiêm là 35.071.714 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 28.288.007 liều, tiêm mũi 2 là 6.783.707 liều.